À, các bạn thân mến, hôm nay thì mình tới nhà của anh Gara Quốc Việt á, là anh tên là Quốc, ở tại là thôn 4 thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, để mà xem cái chiếc xe Saab của anh. À, chiếc xe này là gia đình anh mua từ năm 1961, và qua một thời gian sử dụng lâu dài thì nó cũng xuống cấp. Các bạn biết rồi, xe này không phải là trùm mền đâu. Đó, cái này là anh dè, anh gò lại nè. Cái này nó dè nó mất là anh gò lại, và cái gác chân này nó mất là nó bị mất, anh cũng gò lại. Nói chung là anh đã tra cứu và phục hồi lại gần như nguyên trạng của một chiếc xe Saab từ thời năm 1961. Nếu mà các bạn nhìn qua thì nó giống y như một chiếc xe trùm mền luôn. À, rất là đẹp, từ cái nước sơn đến những cái họa tiết, những cái màu sắc ở trên chiếc xe là các bạn nhìn thấy rất đẹp. Và biển số là biển số 4 số 5 luôn. À, ngày xưa ai có chiếc xe như vậy là không phải là dạng vừa. Thì là anh đã phục chế lại, và chiếc xe này thì chỉ để chơi thôi các bạn nha, không có bán đâu nha, không bán đâu các bạn. À, chiếc xe này không có bán, thực ra là chỉ để chơi thôi. Thì nếu mà các bạn nào mà thấy nó đẹp thì comment hoặc là chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Thì cái này mình không có mang, thôi mình để và mình quay một góc như vậy thì chúng ta nhìn thấy được đây nét đẹp với là mỹ miều của nó rồi, đúng không các bạn? Đây các bạn, quá đẹp đúng không, quá đẹp. Nếu mà bạn nào thấy chiếc xe này đẹp và nó giống y như Vin thì hãy comment để khích lệ tinh thần nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mời các bạn nghe một đoạn nhạc.